Xin chào anh em lại phát nha. Hôm nay mình sẽ đập hộp và trải nghiệm một con máy cắt khắc laser cực kỳ hot hiện tại luôn anh em ạ. Nó đang rất hot bên nước ngoài. Con này cái tên của nó là Spider X1. Nó có thể cắt khắc được cực kỳ hot, không cần một cái khung anh em ạ. Chúng ta chỉ cần để nó cứ chạy thôi. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem một vài cái ví dụ nhá. Đây, chúng ta có thể xem trang chủ của cái máy khắc laser này ở trên YouTube nhá, Spider Laser này. Họ sẽ có hướng dẫn ta cài đặt và test máy các thứ đầy đủ hết. Đây, mình sẽ xem thử một hai đoạn test anh em nhé. Cái chức năng của nó cực kỳ hot luôn. Đấy, đợi mình cho nó rộng lên này đã. Xem HD cho nó nét. Rồi. Đó, anh em thấy không? Những cái máy bình thường nhá sẽ cần một cái khung. Nhưng cái này nó phá bỏ mất cái giới hạn đấy. Chúng ta có thể giải ra đất, ra một mặt phẳng, ra trên bàn này. Các bạn này khắc dài, tha hồ luôn. Đấy. Ở đây nó sẽ mở rộng thêm này, thêm một cái thanh mở rộng, chúng ta có thể khắc thêm rộng hơn và vẫn dài tha hồ luôn. Đó, nó hay ở cái điểm này. Họ làm khá nhiều video để quảng cáo mới giới thiệu cái máy Spider X1 này, cắt khắc mica này, gỗ này, cắt laser, nói chung là những cái khung hiếc rộng cao tha hồ luôn. Ở đây có cả một cái video unbox và hướng dẫn cài đặt về con máy Spider X1 này. Nó sẽ gồm như thế này này và người ta hướng dẫn đầy đủ lắp đặt hết. Cái laser của nó là 20W này. Tất cả ở đây. Chúng ta có thể xem qua này. Người ta hướng dẫn. Đó. Cái phần này là phần mở rộng thêm này. Cũng hướng dẫn đầy đủ anh em luôn. Để coi thử. Siêu to luôn này anh em ạ. Sẽ thành được một cái hộp như thế này. Với con máy này, anh em tự do sáng tạo luôn, biến hóa các kiểu đầy đủ chức năng. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp cho nhá. Sau đó ta sẽ cùng test thử. Cái này là tấm alu anh em ạ. Họ để ở trong này để cố định cái này lại khi ship nó không bị bung bét cái đồ ra. Cái này là những tấm mica và gỗ polywork này, cái này chính là gỗ ép để ta có thể test máy. Cái này là những tấm sắt để chúng ta có thể kê ở dưới này khi cắt khắc laser nó không bị cháy mặt bàn. Mình sẽ lôi tất nó ra đó nhá. Ở đây sẽ có thêm một bộ phận thổi khí này. Cái này để cho cái vết cắt laser khi khắc gỗ anh em ạ, hoặc là cắt gỗ nó sẽ không bị đen. Adapter này, một máy thổi khí Spider X1. Rồi, nó có thêm một cái đế này anh em, cái đế này để xoay. Ví dụ khi các bạn khắc cái ống pô hoặc là khắc những cái vật tròn đó, nó sẽ chạy đi chạy lại để khắc như thế này nhá. Mình sẽ cho anh em xem cái đoạn người ta khắc thử này. Đây, với cái đế này, chúng ta có thể khắc được những vật tròn như kiểu là cái chai, cái lọ, cái cốc này, hoặc là những ống pô xe, hoặc là đây như người ta dùng cái chày hay cái lăn bột gì đây. Đấy. Anh em thấy không? Chúng ta có thể cho lên trên này để khắc. Đây anh em ạ, ở dưới này người ta thiết kế những bánh cao su như thế này. Cái bánh cao su như kiểu là những cái con lăn ở trong máy in hay là máy photocopy ấy. Đó. Chúng ta cần một mặt bàn nhá, thật sạch thì nó chạy mới không bị gồ ghề, nó không bị gọi là khựng lại hay là sai những cái nét cắt của các bạn được. Đây là khi chưa mở rộng cho nó thế này anh em ạ. Khi mở rộng ra anh em ạ, nó sẽ dài ra ngoài như thế này luôn này. Nó sẽ dài từ đầu này đến đầu này luôn. Khi khui hộp ra anh em ạ, không cần lắp cái gì, chúng ta cũng có thể chạy được như thế này rồi. Cho mỗi cái laser vào đây thôi. Nó sẽ có một bộ khung này để làm thanh dây cho các bạn khi mà chạy, muốn chạy ở trên cái dây này em nhé. Đây, chúng ta chỉ gắn vào đây như thế này. Đấy. Một kiểu là đặt lên trên cái dây này, hai là có thể đặt ở dưới bàn này cũng được. Trong cái thanh nhôm làm dây này đã có sẵn dây đai anh em ạ, nó có răng như thế này. Đấy, để chạy theo cái bộ kia, hai cái chỗ này, một này, hai.
Nó sẽ có bốn cái miếng mica chúng ta gắn làm đế này. Cái bản của mình là laser 10W anh em ạ, chúng ta có thể nâng cấp lên bản 20W cũng được. Spider X1 này. Nó chạy nguồn 24V. Ở đây sẽ có một cái cá như thế này, chúng ta gạt xuống để lấy cái độ nét cho laser chạm đến cái mặt khác này, mặt cắt. Cái cỡ chuẩn của nó luôn. Khi lấy xong này chúng ta gạt lên đây. Đấy. Ví dụ như thế này, chúng ta gạt xuống này. Nó sẽ chạm đúng như thế này luôn. Cái chất này để các bạn cắm vào cái laser, cái module điều khiển laser, cái ống này là ống hơi, cắm vào đây nhé. Chúng ta sẽ có cái đế này. Các bạn sẽ xếp nó vào nhau. Với cái đế này nó sẽ chống cái tia laser cắt xuống dưới mặt bàn. Ở đây họ sẽ cho những cái nam châm này, chúng ta sẽ đính vào những chỗ này để kê cái vật liệu cắt, vật liệu khác lên trên. Cái dưới này nó sẽ thông gió thông khí nhau. Ở đây nó theo một bộ nguồn 24V 5A. Cái nguồn này để cấp nguồn trực tiếp cho máy và laser luôn. Rồi. Ở đây nó sẽ có tùy chỉnh các thứ này, kết nối với mạng wifi. Chúng ta có thể cắm thẻ nhớ vào đây, hoặc là cổng kết nối với máy tính, laptop các thứ để điều khiển, lấy file, kết nối với các phần mềm, cắt khác các kiểu luôn anh em. Theo máy sẽ có một cái bút cảm ứng này, một cái thẻ nhớ, một cái anten wifi này và một cái đầu đọc thẻ. Cái anten thì các bạn lắp vào đây. Cái chỗ này cắm cái đầu của cái máy thổi khí vào. Con máy này sạc adapter 12V 3A. Chỉ bật một cái là dùng luôn anh em ạ. Nó không có điều chỉnh tốc độ. Đây chỉ có tắt bật. Bật này. Tắt này. Bật. Cái máy nào khi nào cắt khắc này chúng ta mới bật, đây mình bật để test thử thôi. Đây ở trên này nó sẽ có điều khiển. Đây, control này. Chúng ta bấm vào đây. Các bạn có thể bấm về home này, tiến lùi trái phải, có thể để là 10 mm hoặc 0,1. Đây 1 mm này, hoặc là 10 mm sẽ là 1 cm. Chúng ta bấm lại anh em nhìn này nó chạy này. Đấy. Chạy này, lùi. Các bạn có thể bấm vào short này để lưu home này. Rồi. Sang bên này. Sang bên X. X cộng này xuống như này luôn, xuống này nó sẽ chạy. Các bạn nhớ dọn cho nó cái đường nhá, để nó không bị vướng một cái gì đó. Mình đang test trên bàn này thôi. Đây, không để vướng một cái gì này, nó có thể chạy được xuống như này tha hồ luôn. Sang đây, sang đây, về đây, về đây, cực kỳ hay luôn anh em ạ. Không cần cái khung, chỉ cần một cái mặt phẳng thôi. Khi không có mặt phẳng nhá, anh em dùng cái khung này, cái khung dây này chúng ta đặt vào là chạy thôi. Các bạn nhớ để cho cái dây điện này nó đủ chỗ chạy này. Với những cái đường ống của những cái dây này. Xuống này. Xuống đây. Cực kỳ ngon lành luôn. Về hôm này.
Đó, bấm yết đây. Qua bên này. Rồi, lại về home. Mình kết nhất ở cái tính năng là nó sẽ không cần một cái khung cố định. Chỉ cần các bạn là có một cái mặt phẳng ở trên bàn hoặc là dưới đất, chúng ta để cái vật liệu cắt vào. Đây, để về đây nhá. Chỗ này là home đi chẳng hạn này, chúng ta bấm yết này. Các bạn sẽ chạy xuống đây. Xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Rồi bây giờ bấm về home này. Nó lại về vị trí cũ lúc nãy chúng ta để. Đó, cực kỳ hay luôn. Ngoài thẻ nhớ này, cổng cắm USB máy tính, chúng ta có thể dùng cái wifi em nhé. Đấy, các bạn kết nối vào cái wifi. Wifi của nhà các bạn này. Mình chọn cái wifi này. Bây giờ mình sẽ nhập pass vào cho nó kết nối. Như vậy đã kết nối xong, bây giờ các bạn sẽ vào cái địa chỉ IP này 192.168.1.187. Tín hiệu 100% này là chúng ta có thể cài đặt và có thể chỉnh các thứ được thông số của máy luôn. Các bạn nhớ là máy tính bảng hay là máy tính có thứ gì phải chung mạng wifi nhé. Đó, nó đã kết nối vào xong này. Chúng ta có thể điều khiển tất ở trên cái máy tính bảng này cũng được luôn. Cũng khá là tiện anh em ạ. Ở đây các bạn sẽ có thể chọn ngôn ngữ này. Nó sẽ có tiếng Anh, cái này là tiếng Trung Quốc thì phải. Và chọn trong cái SD file này. Đấy, nó sẽ có những cái file ở trong cái thẻ nhớ của các bạn. Đây, nó sẽ có là thêm một cái setting. Cái này là cài những thông số này. Cái này anh em không biết đừng có cài nha, mình cũng chưa hiểu nó là cái quái gì luôn. Đây. Và thông số của con máy in này. Cái thẻ nhớ theo máy này. Mình sẽ cắm vào máy tính nhé. Nó sẽ có những cái file, cái phần mềm các thứ cho các bạn có thể cài đặt trên máy tính. Theo máy này cũng có một sợi cáp kết nối với máy tính. Cái này là cái đầu độc thẻ và thẻ nhớ theo máy. Nó sẽ có phần mềm cho các bạn. Laser, GDBR và phần mềm Lightbulb. Đầy đủ hết luôn anh em nhé. Mình dùng cái app Laser GDBR nha, phiên bản V4.9.4. Đây các bạn sẽ connect vào. Đấy. Chúng ta có thể điều khiển máy như bình thường luôn ở đây. Và tìm file để khắc các thứ trên này luôn.
Như vậy là mình vừa test xong cái phần cơ bản của nó. Còn cái phần nâng cao để mở rộng ra, chúng ta có thể nối thêm một đoạn, nó sẽ dài khoảng hơn 40 cm nữa. Hiện tại thì chúng ta có thể khắc được cái trục đường dọc này anh em ạ, vô tận luôn. Anh em chỉ cần đấu dây cấp nguồn cho nó mấy cái bộ khí này. Đây cái dây bộ khí này dài, các bạn có thể cầm theo thì nó có thể đi cực kỳ dài ở trên mặt bàn, mặt phẳng các bạn khắc. Nói chung là dài, mình thấy là không có một cái gì có thể ngăn cản nó lại cả, chỉ khi không có điện thôi. Đây, chúng ta có thể nối thêm một thanh mở rộng như thế này, nối một đoạn này. Còn hiện tại mình thấy nhá, để khắc chúng ta có thể để ở trên mặt phẳng mặt bàn như thế này nhỉ. Đó, các bạn có thể khắc được một cái vật liệu nó tầm độ hơn 40 cm, cái này nó hình 42, dài tha hồ. Đây, chúng ta có thể chỉnh này. Đó, nó sẽ khắc cắt từ đây. Nói chung là mình nghĩ anh em mình cầm cái dây điện câu theo thì chạy cả ngày luôn anh em ạ. Nó thiết kế cực kỳ hay. Tiếp theo bây giờ mình sẽ lắp cái phần mở rộng cho nó để nâng cấp ra nó dài hơn. Phụ kiện đầy đủ theo luôn anh em ạ.
Rồi anh em ạ, như vậy hôm nay mình đã khui hộp, ráp và test xong con máy cắt khắc laser Spider X1. Con máy này nó có trục y vô tận luôn anh em ạ. Chúng ta chỉ cần một mặt phẳng như mình đây, nền nhà mình cắt hàn các thứ linh tinh mà mình vẫn để chạy vẫn ok lắm anh em ạ. Anh em là muốn chạy ổn nhất thì dùng một cái mặt gỗ này, mặt phẳng gì, nói chung là đừng có sần sùi gì. Như của mình đây vẫn chạy ngon lành lắm. Với con máy cắt khắc laser này, chúng ta có thể tự do tha hồ sáng tạo luôn anh em ạ. Thiết kế những cái file, những cái tranh treo tường, hoặc là anh em có thể cắt khắc đủ thể loại. Chiều rộng của nó thì là sẽ hơn 80 cm một xíu. Còn là chiều dài vô tận luôn anh em. Đấy, bây giờ mình sẽ đi sơn cái này để làm cái tranh treo tường cho nó đẹp nhá. Theo máy này anh em ạ, cái bộ dây của nó cũng có cơ chế mở rộng luôn. Nếu anh em không muốn chạy ở dưới đất này, không tìm được mặt phẳng thì chúng ta có thể dùng cái dây này để mở rộng nó thêm ra. Với cái dây này thì anh em có thể chạy được tầm độ dài 80 thôi. Đó, cái dây của nó sẽ như thế này. Với cái dây này thì anh em không lo gồ ghề gì cả. Nhưng mình thì mình test trực tiếp ở nền gạch luôn để cho anh em thấy cái độ cơ động của nó như thế nào. Cái dây này nó hơi bí. Mình vừa sơn xong anh em ạ, nhìn xịn sò ngay. Bây giờ cái này treo tường thì đúng bài luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi treo lên tường nhá. Tết mình sẽ khắc mấy cái tranh đào quất các kiểu anh em ạ. Ui, treo Tết thì đúng bài.